Anh là ai? Tôi là người mới được cử tới đây. Vậy à? Vậy đi giải nó đi. Ngu lắm. Tỉnh đi, dậy. Tỉnh đi. Sao lại như vậy? Bọn chúng có kẻ trà trộn, đánh ngất tôi ở đây. Dạ vậy à? Thôi, đi. Thank you.
bắn đi, không ai bắn đi. Tôi tự về căn cứ được. Ok, về đi. Oh!